Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một khóa học, đó là học trang điểm cá nhân tại nhà. Phụ nữ đẹp thì có quà, mà đã là phái đẹp thì lúc nào cũng quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài của mình, và ai cũng muốn xuất hiện trước mặt mọi người với hình ảnh đẹp nhất. Chính vì vậy, phong trào học trang điểm hiện nay được rất nhiều chị em quan tâm và dành thời gian tìm hiểu những xu hướng làm đẹp mới. Bạn yêu thích trang điểm tự nhiên với một làn da phủ xương đầy sức sống, bạn chưa biết gì về makeup nhưng luôn muốn xuất hiện xinh đẹp trước mặt mọi người. Phong cách trang điểm Thái Lan đánh khối giúp gương mặt thon gọn, tươi lai, làm cho bạn ao ước. Mỗi khi có dịp đặc biệt, bạn phải nhờ người thân trang điểm hoặc thuê người trang điểm với mức phí không nhỏ. Đã đôi lần bạn tự trang điểm theo phong cách mình thích nhưng kết quả là mặt dày phấn, đánh màu mắt như bị ai đấm, và môi nhợt nhạt, không ăn nhập với tổng thể khuôn mặt. Thế nhưng, bạn có biết không, tất cả những điều bạn muốn biết về trang điểm cơ bản từ bước dưỡng da và các bước trang điểm đơn giản nhất cho đến phong cách trang điểm của Hàn Quốc, Thái Lan, đánh khối phê lai đều được hướng dẫn tỉ mỉ với Nina Nguyễn, chuyên gia makeup được nhiều người nổi tiếng tin tưởng. Từ những người chưa biết chút gì về trang điểm, bạn có thể tự trang điểm cho bản thân để đi chơi, chụp ảnh, dự tiệc, vân vân, và thậm chí là trang điểm cho người khác, và là nền tảng tuyệt vời nếu bạn muốn trở thành chuyên gia trang điểm. Và yêu cầu khóa học có đồ trang điểm và ít nhất có kem mềm, phấn son. Lợi ích của khóa học: từ không biết gì về makeup, có thể trang điểm cho mình và người khác sau 5 ngày, chăm sóc da hoàn toàn, dễ trang điểm và đẹp nhất. Các bước trang điểm cá nhân cơ bản ngay tại nhà, phong cách trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng, phù hợp với đi làm và đi chơi. Xu hướng trang điểm Thái Lan quyến rũ, tông màu cam đang được ưa chuộng. Cách trang điểm ngọt ngào cho cô nàng mắt một mí, tạo khối vê lai cho khuôn mặt thon gọn. Và cách trang điểm khi mặc áo dài thì đối tượng đào tạo: người muốn trang điểm cho bản thân và cho người khác, và người muốn trở thành chuyên viên trang điểm, và bạn nữ mong muốn xinh đẹp hơn, vân vân. Thì mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu về khóa học trang điểm cá nhân tại nhà. Sau khi mình bôi kem lót xong, chúng ta bôi kem nền một lớp thật mỏng, làm cho sao mà để cho da căng bóng và mịn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một đoạn video giới thiệu về trang điểm cá nhân tại nhà. Thì nếu như các bạn thấy video này thật sự hữu ích và cần thiết đối với các bạn nữ, thì các bạn hãy đăng ký khóa học ở đường link phía dưới video này
thì khóa học này trị giá là 800 ngàn. Và các bạn đăng ký đường link ở phía dưới video này, các bạn sẽ ưu đãi được 40%, chỉ còn 479 ngàn. Thì video này mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này thật sự hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, và hãy đăng ký kênh của mình để nhận được video chia sẻ mới nhất.